là hoạt động thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023, nhằm đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Mới đây tại thành phố Đà Nẵng, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung, Tây Nguyên, tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung, Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, tác động hậu COVID-19 cùng với những căng thẳng chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam. Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trên cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói riêng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thị trường ở cả trong nước và thị trường quốc tế cho các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương. Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan, mở rộng cả kênh phân phối truyền thống và hiện đại, tích cực củng cố và phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua các hình thức xúc tiến thương mại khác nhau, được tổ chức thường xuyên, liên tục như hội nghị kết nối giao thương, hội chợ triển lãm trực tuyến và trực tiếp, tạo ra hàng ngàn kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và tiềm năng, góp phần thiết thực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh đại dịch. Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung, Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2023 là hoạt động xúc tiến thương mại cấp khu vực quan trọng với sự tham gia của hầu hết các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của khu vực tới các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các nhà nhập khẩu, các nhà thu mua chế biến xuất khẩu Việt Nam, cũng như các nhà phân phối Việt Nam và quốc tế. Trong khuôn khổ hội nghị, hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, tiềm năng xuất khẩu của các tỉnh, khu vực miền Trung, Tây Nguyên tại khuôn viên Bờ Đông Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quảng bá trực tiếp sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế, tiếp cận và nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng với xu hướng thị trường.